Trong những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp về thăm xã Tân Trào, mảnh đất vùng chiến khu cách mạng, nơi lưu dấu hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến. Giờ đây, đang có những bước chuyển mình quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường được đầu tư xây dựng hoàn thiện, đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn xã đã có bước thay đổi đáng kể, báo hiệu sự chuyển mình đi lên của một vùng quê chiến khu cách mạng. Ngay trong những ngày đầu xuân, cũng như các địa phương khác trong toàn tỉnh, bà con nông dân xã Tân Trào đã khẩn trương ra đồng lao động sản xuất, với quyết tâm giành thắng lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp. Nên ngay từ những ngày đầu năm, bà con nông dân đã huy động mọi nhân lực ra đồng để gieo cấy kịp thời vụ. Vụ xuân năm nay, Tân Trào có kế hoạch gieo cấy gần 100 hectare. Để đảm bảo kịp thời vụ, ngay từ trước Tết Nguyên đán, xã đã chỉ đạo cho nhân dân các thôn nạo vét, phát quang hệ thống công trình thủy lợi, khơi thông dòng chảy. Ngoài việc sử dụng sức kéo từ vật nuôi, xã tích cực vận động bà con đưa cơ giới hóa vào làm đất, nên tốc độ làm đất khẩn trương và hoàn thành nhanh gọn. Chúng tôi ăn Tết xong là bắt đầu chúng tôi xuống đồng để cấy. Cấy xong thì là chúng tôi bắt đầu còn trồng hoa màu. Cái Tết năm nay là cái Tết cảm thấy nó có nhiều cái, nó vui vẻ, phấn khởi hơn như mọi năm. Thì vụ mùa vừa rồi là cũng được mùa. Mà nhân dân chúng tôi năm nay cũng vẫn còn hy vọng là cái vụ chiêm này nó cũng sẽ là thuận lợi thời tiết này. Rồi không khí này cũng mong muốn là thời tiết nó phù hộ cho bà con cũng được mùa. Là địa phương có truyền thống cách mạng, song lâu nay đồng bào xã Tân Trào, huyện Sơn Dương chủ yếu đều làm nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ. Số lao động nông thôn chiếm tỷ lệ gần 90% dân số. Kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Với quyết tâm chính trị cao, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết nhất trí, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, để mảnh đất chiến khu cách mạng có được vóc sáng mới. Bám sát những định hướng mục tiêu và những giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua. Các chi đảng bộ trực thuộc đã họp phân công trách nhiệm cho từng đồng chí đảng viên. Trước hết là tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Là một xã có điều kiện để phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, nên xã cũng xác định đây là một thế mạnh của địa phương để thực hiện sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Nếu trước đây bà con nông dân ở các thôn trên địa bàn chỉ mới dừng lại ở phát triển quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo ra hàng hóa, thì giờ đây phong trào chăn nuôi lợn, trâu, bò đã được quan tâm đầu tư mở rộng. Trong đó, nhiều gia đình đã và đang xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, với mong muốn là hướng tới một nền chăn nuôi bền vững và có hiệu quả. Chăn nuôi đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi với quy mô lớn. Hiện nay, Tân Trào đang duy trì và phát triển đàn gia súc gia cầm với tổng đàn trâu gần 1.000 con, đàn gia cầm trên 60.000 con. Nhiều gia đình nông dân ở các thôn bản trong xã nhờ đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi, khai thác những lợi thế ở địa phương để ứng dụng vào thực tế, nên đã có thu nhập ổn định. Từ khi có cái dự án bò của Chủ tịch nước, là chúng tôi, gia đình tôi được nhận được một con. Thế là qua quá trình chăn nuôi, chăn sóc thì tôi thấy là hiệu quả. Bởi vì bản thân tôi hiện tại là trong chuồng hiện tại đã có 5 con và tôi đã bán được 2 con và luân chuyển cho các hộ khác một con rồi. Như vậy tôi đã cảm thấy nó hiệu quả. Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, trên cơ sở xác định những điều kiện thực tế ở địa phương, ngay trong năm 2019, Đảng bộ xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn. Đến thăm mô hình trồng chanh tứ mùa của gia đình ông Lý Văn Dư ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Được biết, trước đây gia đình ông Dư được xếp vào hộ gia đình nghèo. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017, khi phong trào trồng cây ăn quả của bà con trong xã phát triển mạnh, gia đình ông cũng đã vay mượn bạn bè để đầu tư trồng gần 100 gốc chanh tứ mùa. Trên diện tích đất ruộng một vụ kém hiệu quả, do được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nên sinh trưởng và phát triển tốt. Sau 2 năm, những cây chanh này đã mang lại nguồn thu nhập bình quân cho gia đình ông đạt gần 10 triệu đồng một tháng. Từ thắng lợi ban đầu, gia đình ông tiếp tục nhân rộng thêm diện tích lên 400 gốc. Hiện nay toàn bộ diện tích chanh của gia đình ông đang cho thu hoạch rộ, được thương lái thu mua với giá cao bởi mẫu mã đẹp, quả to đều. Giờ đây gia đình ông Dư không chỉ là hộ nông dân thoát nghèo mà còn là tấm gương tiêu biểu của xã trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Đây là một cái ruộng, nó chỉ là một cái ruộng cạn thôi, cấy được một vụ. Thế gia đình tôi là cũng mạnh dạn là đưa cái cây chanh tứ mùa này về trồng tại đất Tân Trào. Hiện nay là cây chanh này là đến năm thứ tư. Thế nhưng mà gia đình chúng tôi là cảm thấy là cái cây chanh là cái nguồn thu chính của gia đình. Mỗi một tháng tôi cắt từ có 300 gốc thôi. Thế nhưng mà mỗi một tháng tôi cắt là từ 5 tạ rưỡi đến 6 tạ. Đấy, mà hiện nay tôi đang giao giá 25.000 một cân. Thì là nó, cái mức sống gia đình nó sẽ ổn định hơn. Để nâng cao đời sống cho nhân dân trong xã, Tân Trào đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất nhằm nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Xã Tân Trào đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chế biến, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng an toàn, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, phát triển các sản phẩm đặc thù và có thế mạnh ở địa phương. Với việc tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, một số dự án đã được đầu tư tại Tân Trào để người dân trực tiếp tham gia. Một số mô hình điểm về phát triển kinh tế nông nghiệp đã được khởi động, giúp hàng trăm hộ nông dân đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng trong nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, đã và đang làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ để hướng tới quy trình sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian qua, xã đã hỗ trợ hàng trăm hộ nông dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chè, xây dựng thành công thương hiệu chè Vĩnh Tân, gạo Tân Trào. Trên 500 hộ gia đình được hỗ trợ các mô hình, dự án chăn nuôi gia súc gia cầm. Để nâng cao mức sống và diện mạo nông thôn, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể vùng nguyên liệu chè, đầu tư cải tạo vườn chè, từng bước đa dạng sản phẩm chè chế biến, đầu tư xây dựng làng nghề chè thôn Vĩnh Tân, duy trì phát triển thương hiệu làng nghề gắn với du lịch sinh thái, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển các mô hình trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2019 có thể nói là một năm có cái bước tiến vượt bậc đối với lại Đảng bộ và nhân dân các dân tộc cả xã Tân Trào. Cụ thể là thu nhập bình quân đầu người là đã đạt được 32,5 triệu đồng trên người trên năm. Đồng thời là các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội là đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức cái kế hoạch đề ra. Đời sống nhân dân là được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo là đã giảm dưới 3%. Đây có thể nói là một trong những cái kết quả đáng ghi nhận đối với lại Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Trào. Là trung tâm thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, trên địa bàn xã Tân Trào có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với những năm tháng hoạt động cách mạng của Đảng, Bác Hồ, như Lán Nà Nưa, Đình Hồng Thái, Đình Tân Trào, Cây Đa Tân Trào, Lán Hang Bồng, thì phát triển du lịch cũng được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã xác định là một thế mạnh của địa phương.
Với những mái nhà sàn truyền thống và tấm lòng mến khách, mỗi năm Tân Trào thu hút hàng trăm ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan. Đảng bộ xã cũng xác định hướng chuyển đổi từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác là một nhiệm vụ trọng tâm. Xã đã tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Với sự chủ động tích cực, với những cách làm hay, sáng tạo của Đảng ủy chính quyền và các đoàn thể xã Tân Trào trong việc huy động sức dân để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt việc triển khai các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và của huyện theo phương châm tích cực, hiệu quả, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, huy động sức dân cùng tham gia chương trình, đồng thời tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất hiệu quả nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bước sang năm 2020 là một cái năm có ý nghĩa chính trị rất là quan trọng, là cái năm mà để mà thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thì Đảng bộ, chính quyền xã Tân Trào xác định là sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là phát triển về cái du lịch và chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để mà phấn đấu năm 2020 là đạt được trên 35 triệu đồng trên người trên năm và tỷ lệ hộ nghèo là sẽ giảm dưới 2%. Một mùa xuân mới đang về, trong không khí thi đua mừng đảng, mừng xuân. Hơn ai hết, người dân Tân Trào ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình để cùng chung tay, góp sức, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử trong cuộc sống hôm nay. Tuy còn có những khó khăn, nhiều việc phải làm của Đảng bộ chính quyền trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, song Tân Trào cũng đã và đang khởi sắc nhờ tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, xây dựng Tân Trào ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với một vùng đất là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.